Sáng ngày 26 tháng 2, huyện Đoàn Thanh Oai phối hợp cùng quận Đoàn Đống Đa tổ chức lễ phát động tháng thanh niên 2023 và đợt thi đua cao điểm tuổi trẻ Thanh Oai tiên phong chuyển đổi số. Đến dự buổi lễ có đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Oai, đồng chí Phạm Thị Hồng Nhung, huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo huyện ủy, đồng chí Nguyễn Huy Quý, Phó Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đình Túc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện. Cùng đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Bí thư quận Đoàn Đống Đa, đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyện, Bí thư huyện Đoàn Thanh Oai, cùng đại diện các ban của Thành đoàn Hà Nội, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Dân Hòa. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư huyện Đoàn Thanh Oai Nguyễn Thị Minh Nguyện cho biết. Qua 18 năm triển khai, tháng thanh niên đã thực sự tạo dựng được những hình ảnh về thanh niên thời kỳ mới, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, dấn thân vào việc mới, việc khó, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước. Năm 2023, cùng tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Thanh Oai triển khai tháng thanh niên với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, với phương châm tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc góp phần ổn định và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo sự quan tâm chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành và các cấp cùng toàn thể xã hội trong bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, nâng cao nhận thức và khơi dậy trong đoàn viên, thanh thiếu nhi niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ đó đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động của đoàn và phong trào thiếu nhi, khẳng định rõ nét vai trò của tổ chức đoàn trong đoàn kết, tập hợp thanh niên và vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại lễ phát động, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên quận Đống Đa, Hà Nội đã tặng 30 triệu đồng cùng huyện Thanh Oai hỗ trợ xây dựng công trình thanh niên và tặng túi an sinh cho cựu thanh niên xung phong. Thông qua hoạt động nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ đối với lực lượng thanh niên xung phong. Nhân dịp này, Công ty Điện lực Thanh Oai đã tặng công trình thanh niên sửa chữa hệ thống điện cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động hiệu quả, thiết thực của doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng khang trang và xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại như tinh thần của nghị quyết Đảng bộ thành phố đề ra. Nhằm cụ thể hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong tháng thanh niên 2023, huyện Thanh Oai sẽ triển khai các hoạt động thiết thực và ý nghĩa như triển khai mô hình thư viện số thanh niên Thanh Oai, khánh thành tủ sách thanh niên ươm mầm tri thức trẻ, khởi công công trình tuyến đường bích họa, triển khai mô hình chợ truyền thống, thanh toán hiện đại, gắn biển công trình cổng trường an toàn, văn minh, ra quân tuyên truyền lưu động, vệ sinh môi trường và hưởng ứng mỗi thanh niên 10.000 bước chân. Mỗi ngày, ngay sau lễ phát động, thanh niên huyện Thanh Oai đã triển khai lực lượng tới trạm y tế xã Dân Hòa để hỗ trợ khám bệnh, cấp phát thuốc và cắt tóc cho các cựu thanh niên xung phong trên địa bàn. Tại chợ Vác, đoàn thanh niên huyện cùng triển khai tuyên truyền, khuyến khích người dân ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt qua mô hình chợ truyền thống thanh toán hiện đại. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung trong tháng thanh niên năm 2023, tuổi trẻ xã Dân Hòa và các đơn vị khác sẽ cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm chúng tôi đặt ra là hỗ trợ chuyển đổi số, thực hiện công tác an sinh xã hội và góp phần giải quyết những khâu khó, việc làm mới tại địa phương.